Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm là nhãn nhục. Cách dùng là dùng để chế biến các món ăn hoặc là nấu chè, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Đây là nó hàng dẻo các bạn. Các bạn muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại và website bên dưới, mình có chia sẻ một đường link để các bạn đặt hàng. Giao hàng toàn quốc nha các bạn. Đây là sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, mình có thể an toàn sử dụng. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.